Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Yamaha X4 1/10 2023 ra mắt phiên bản mới tại thị trường Malaysia. Cái chiếc Yamaha X4 1/10 phiên bản 2023 có mức giá bán cao hơn đôi chút so với cái bản cũ, dù trang bị không có gì khác biệt tại thị trường Malaysia. Yamaha I15XR là tên gọi khác của chiếc X4 1/10 tại thị trường Malaysia. Cái mẫu xe này vừa có một phiên bản mới dành cho năm 2023. Ở lần nâng cấp mới này, hãng xe đến từ Nhật Bản, Yamaha chỉ đổi cái phong cách phối màu quay gió cũng như cái bộ mâm xe. Tương tự như thị trường Việt Nam, Yamaha Malaysia vẫn bán song song hai cái bản là I15XR cùng với cái chiếc là I16XR hay gọi là cái chiếc X4 155. Nhưng nhiều khả năng cái chiếc I15XR sẽ được bán hết trên năm sau là hoàn toàn đã bị thay thế bởi phiên bản là I16XR. Cái chiếc Yamaha I15XR 2023 được bán ra thị trường Malaysia với 4 phiên bản màu vàng, bạc, xanh mờ và cam. Trong đó nổi bật nhất chính là phiên bản xanh mờ, gây chú ý với một cái bộ mâm màu vàng đồng. Trong khi những cái bản màu còn lại vẫn tận dụng cho mình cái mâm màu đen. Về mặt trang bị, Yamaha I15XR 2023 không có bất cứ nâng cấp nào. Chiếc xe này vẫn tận dụng hệ thống treo đồi cho phía trước, trong khi cái giảm xóc đơn phía sau được trang bị. Hệ thống phanh đĩa cho cả bánh trước lẫn bánh sau. Nói về mặt sức mạnh của chiếc Yamaha I15XR 2023, em ấy trang bị cho mình động cơ xăng đơn dung tích là 149,7cc, làm mát bằng dung dịch. Khi có động cơ này sinh ra cái công suất là 15,1 mã lực, tại ngưỡng tua máy là 8.500 vòng giờ phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 13,8 Nm, tại ngưỡng tua máy là 7.000 vòng trên phút. Xe vẫn tận dụng cho mình hộp số còn tay 5 cấp. Dù không có nâng cấp nào đáng chú ý cho cái năm mới, nhưng Yamaha I15XR 2023 cũng tăng mức giá bán so với cái bản cũ, ra dự khoản là tăng thêm là 113,5 USD. Với mức giá khởi điểm này thì cái chiếc Yamaha I15XR 2023 được chào bán ở Malaysia với mức giá ra dự khoản 2.042 USD. Trong khi ở Việt Nam thì cái chiếc Yamaha X4 1/10 cái đời 2020-2021 hiện đang có mức giá bán dao động trong khoảng là từ 44.900.000 đồng đến 45.800.000 đồng tùy theo từng phiên bản màu. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.